Chào các bạn đến với kênh YouTube Tin Lành do Te Tan Ti. Kênh liên tục cập nhật các bài giảng kinh thánh của các mục sư trong nước và nước ngoài, các bài hát thánh ca tôn thờ Vượng Chúa, các bài làm chứng Chúa làm phép lạ trên đời sống mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để có thông báo video mới nhất mỗi ngày. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Giêsu Christ. Đa đảng có nghĩa là ở trong một đất nước có quyền lập ra nhiều đảng, nhưng mà đảng dân chủ và đảng cộng hòa là nổi trội hơn hết, được tín nhiệm hơn hết. Và hai đảng này luôn tồn tại ở trong chính phủ Mỹ. Có một điều mà làm chúng ta trăn trở, đó là nhiều đảng để làm gì? Tôn chỉ mục đích của nhiều đảng đó là làm cho dân được tự do chọn lựa, và họ sẽ được nhiều cái cách lãnh đạo một cách đa dạng và phong phú hơn và tự do hơn. Nhưng bởi những con người tham lợi, những con người sống ở trong bóng tối nhiều hơn ánh sáng, làm cho một đất nước mà chúng ta luôn luôn thèm khát và luôn luôn ái mộ trở thành rối như là gà mắc tóc. Thế thì đa nguyên, đa đảng và đơn đảng, chế độ nào tốt? Thưa quý vị, chế độ nào cũng tốt hết. Nhưng mà quan trọng nhất là giữ vững cương lĩnh ban đầu. Có nghĩa đừng ai suy thoái, đừng ai sa ngã hết. Chế độ nào cũng tốt cho dân hết. Nhưng có điều, con sâu làm sầu nồi canh. Chúng ta thấy một tổng thống vô cùng tuyệt vời. Một tổng thống mà người ta đem ra suy xét, không có một tổng thống nào tuyệt vời bằng tổng thống đương kim bây giờ. Ông có nhiều cái nhất lắm mà những tổng thống khác không thể nào làm được. Và đầy sự khôn ngoan, đầy sự sáng tạo và đầy sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ông tỏa sáng trong 4 năm mà không có một vị tổng thống nào mà làm được. Chúng ta tưởng rằng ông sẽ kế tiếp một nhiệm kỳ nữa, thật là huy hoàng, thật là suôn sẻ, nhưng không. Quý vị thấy một sự gian lận, một sự dối trá. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn có mấy ngày nữa, chúng ta thấy gần như là ông chính thức được mệnh danh là một tổng thống đắc cử, ông Joe Biden, chứ không phải là Donald Trump. Chúng ta thấy hết sức là bức bối, nhưng chúng ta không biết điều gì xảy ra nữa quý vị. Vì tôi có một điều tôi thấy ở trong Kinh Thánh. Trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 19 cho chúng ta một hy vọng. Châm Ngôn đoạn 14 câu 19 Kinh Thánh chép như thế này: người ác phục trước mặt người thiện. Hãy lưu ý, người ác phục trước mặt người thiện và kẻ dữ cúi lại ở ngoài cửa của người công bình. Amen không ạ? Amen không ạ? Người ác luôn cúi phục, luôn thất bại với người thiện. Chúng ta tin rằng không thể nào ác có thể thắng được quý vị. Không thể nào ác thắng thiện được hết. Nhưng mà có những cái điều chúng ta chưa hiểu được, có thời gian và thời điểm thôi. Chúng ta tin chắc một điều rằng ác không bao giờ thắng thiện được. Và có một điều chúng ta suy nghĩ nữa, ở đâu cũng có thiện và ác hết. Ở đâu cũng có thiện là ác và ác hết quý vị. Kể cả thiên đàng nữa. Quý vị tin rằng đất nước Mỹ hùng cường, đất nước Mỹ văn minh hiện đại như vậy, mà đến khi mà chúng ta chứng kiến cuộc bầu cử này, chúng ta mới thấy cái điều ác nó tràn ngập cả một nước văn minh như thế. Tôi bắt đầu tôi nghĩ đến, wow, tại sao như thế? Chúa nhắc cho tôi một điều, thiên đàng mà còn có đó mà. Quý vị có amen không ạ? Thiên đàng đầy vinh hiển mà còn có đó mà. Khi một thiên đàng đầy dẫy sự ca ngợi, chúc tụng Thượng Đế, tức là Đức Chúa Trời, thì có một kẻ phản nghịch bắt đầu dấy lên. Nhưng có một điều chúng ta lưu ý, thiên đàng thì Chúa đầy quyền năng, Chúa làm một phát là xong. Tới ngày hôm nay, thiên đàng
thiên đàng không còn ác nữa. Amen không ạ? Kẻ ác đã xong. Cho dù kẻ ác bây giờ còn tồn tại trên thế gian này để Chúa dùng cho giống như là cây gậy ở trong tay của Chúa để sửa dạy con dân Chúa mà thôi. Nhưng mà số phận nó đã xong rồi. Kẻ ác đã xong ở thiên đàng rồi. Còn ngoài thiên đàng ra, bất cứ đất nước nào, bất cứ môi trường sống nào cũng có thiện và ác. Amen không quý vị? Có amen không ạ? Chỗ nào cũng thế hết. Một chế độ gọi là một nhà nước pháp quyền thì cho dù Cộng hòa hay là dân chủ và nước xã hội chủ nghĩa thì cũng bám theo luật pháp mà sống. Từ trên cho tới, từ trung ương cho tới địa phương, tất cả người dân và mọi thành phần đều phải làm theo luật pháp. Đó là một nhà nước pháp quyền. Và chúng ta thấy không có một vị vua nào, không có một lãnh đạo nào tồn tại mãi mãi hết. Cứ hết nhiệm kỳ thì thay đổi. Không có một lãnh đạo nào tồn tại mãi mãi ở trên một đất nước. Và cũng không có một luật pháp nào tồn tại mãi mãi mà không chỉnh sửa. Amen không ạ? Amen không ạ? Vì không trọn vẹn được. Vì con người, một trí tuệ của con người, một tầm nhìn của con người không thể nào thấu được tấm lòng của con người. Con người nhìn không thể thấu nổi, cho nên luật pháp ban ra một thời gian bị lạc hậu và lỗi thời, phải chỉnh sửa để rồi cho hợp thời, hợp lý, hợp cảnh và tương xứng với nền văn minh và những nhu cầu phát triển văn hóa xã hội. Luôn luôn chỉnh sửa, luôn luôn chỉnh sửa. Nhưng đạo đức thì chúng ta thấy rồi đó, càng ngày càng xuống cấp. Những người yêu mến đất nước, những người tận hiến cho đất nước mình gào lên và làm việc hết mình để mong cho đất nước mình ngày càng tiến bộ. Những đảng viên ưu tú, những người cán bộ đầy năng lực, đầy cống hiến. Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những người biến thái để làm cho một chính phủ ngày càng mất đi một hy vọng và một sự nể trọng. Ở đâu cũng vậy quý vị. Ở trong một công ty thì cũng sẽ có nhiều cán bộ năng nổ, nhưng mà cũng sẽ có nhiều cán bộ nhân viên lợi dụng thời gian để làm một cái điều khác với ý muốn của công ty. Ở trong gia đình cũng vậy quý vị. Năm đứa con thì bốn đứa nó có ngoan đi nữa thì còn một đứa nó cũng sẽ nghịch ngợm và nó phá hoại gia đình. Amen không ạ? Và quan trọng nhất chúng ta là ai? Tôi thường chia sẻ điều này và tôi rất thích dùng hình ảnh này. Quan trọng nhất là chúng ta là những đứa con ngỗ nghịch hay là ngoan ngoãn mà thôi. Vì hậu quả và kết quả của những đứa nó sống thì nó sẽ tương ứng với những gì nó làm, nó gieo ra mà thôi. Những đứa con ngoan ngoãn thì hưởng được cơ nghiệp. Những đứa con mà mê chơi lêu lỏng thì sẽ không có xứng đáng nhận được phần gì hết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một sứ điệp thật là ngắn ngủi thôi quý vị. Không có một luật pháp nào là trọn vẹn hết. Nhưng luật pháp của nước Đức Chúa Trời thì như thế nào ạ? Thi Thiên 119 cho chúng ta biết điều này. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình. Trọn vẹn ở trong đường lối mình có nghĩa là chúng ta sống một đời sống trọn vẹn là một con người mà luôn đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Không có luật pháp nào là trọn vẹn hết. Chỉ luật pháp của nước Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Vì người lập pháp, người ban ra một luật pháp là một người đầy quyền năng và đầy sự thông sáng, vua của các vua, chúa của các chúa, thì luật pháp của Ngài không bao giờ có những lỗ hổng và có thể nào gọi là
sai trật được. Chúng ta xem trong Thi Thiên 19 câu 7 đến câu 10. Thi Thiên 19 câu 7 đến câu 10. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Quý vị ơi, luật pháp của các nước đều tuyệt vời. Luật pháp của các nước đều đưa ra để làm cho con người tốt hơn. Không có luật pháp nào dạy con người sống không tốt được. Nhưng mà luật pháp của Đức Chúa Trời lại độc đáo hơn nữa. Đó là giúp cho kẻ dạy được khôn ngoan. Amen không ạ? Giúp cho kẻ dạy được khôn ngoan chỉ có luật pháp nước Đức Chúa Trời mà thôi. Câu 8, diện mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch và làm cho mắt sáng sủa. Khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, tức là luật pháp của Đức Giê-hô-va, mắt thuộc linh chúng ta sáng ra. Còn ngoài luật pháp khác, chúng ta đọc thì càng ngày càng sợ hãi. Vì cớ con người xu hướng luôn phạm tội. Và khi nhắc tới luật pháp, luật dân sự, luật hình sự thì con người bắt đầu biết sợ, biết lo thôi. Nhưng mà đọc luật pháp của Đức Giê-hô-va làm cho mắt chúng ta sáng lên, lòng chúng ta vui mừng hơn và giúp cho chúng ta khôn ngoan hơn là không có đọc. Amen không ạ? Diện mối của Đức Chúa Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thải đều là công bình cả. Thải đều là công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báo hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật ong, hơn nước ngọt của tàn ong. Quý vị ơi, tại sao điều răn của Đức Giê-hô-va lại quý hơn vàng ròng? Một người nếu không có luật pháp Đức Chúa Trời, một người sống xa rời lời của Thiên Chúa, thì cho dù người đó có một cái tài sản nào, người đó đang nắm giữ một hạnh phúc nào, người đó đang nắm một cái của cải nào đó, nhưng không có luật pháp Đức Chúa Trời ở trong lòng, người đó sẽ sa ngã vào những điều mà thế gian gọi là tệ nạn xã hội. Quý vị ơi, một chốc thôi thì cơ nghiệp của họ bay theo làn mây khói. Amen không ạ? Amen không ạ? Điều răn ấy quý hơn vàng, quý vị. Vàng chúng ta nắm trong tay chưa chắc. Vì chưa chắc vì nó thuộc về chúng ta nữa. Con xin vợ đẹp đang ở trước mặt chúng ta, chồng tốt đang ở mặt chúng ta chưa chắc. Nếu không có luật pháp Đức Giê-hô-va. Quý vị biết tại sao tôi nói điều này không? Có những người ở trong thời tuổi trẻ thì có một gia đình khởi đầu rất là hạnh phúc. Một đứa con vẫn còn hạnh phúc, hai đứa con vẫn còn hạnh phúc. Tới đứa con thứ ba, hạnh phúc đâu không thấy mà đau khổ bắt đầu xâm chiếm. Ủa? Không lẽ là soạn bài giảng dành cho người thôi hả? Amen không ạ? Và tràn ngập những gia đình đổ vỡ. Và tràn ngập những người thất bại, quý vị. Vì không có luật pháp Đức Giê-hô-va làm kim chỉ nam trên đời sống mình. Cho nên tôi nói quý vị, không có điều gì chắc chắn, không có điều gì quý giá cho bằng luật pháp của Đức Giê-hô-va. Amen không ạ? Chúng ta giữ luật pháp, chúng ta sẽ có tất cả, quý vị. Bây giờ chúng ta học về thần quyền, thần gì ạ? Pháp quyền, chế độ pháp quyền có nghĩa là một chế độ mà tất cả từ trên xuống dưới làm theo một luật pháp được đặt ra. Lãnh đạo của đất nước đó là tổng bí thư hoặc là một tổng thống. Nhưng mà chế độ thần quyền, cái người lãnh đạo cao nhất gọi là gì ạ?
gọi là gì? Vua. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời gác lại cái chế độ của thế gian này. Chúng ta sẽ bàn đến một chế độ khác. Đó là chế độ thần quyền. Người lãnh đạo cao nhất đó là thần. Quý vị ơi, lãnh đạo cho dù Tổng thống Mỹ có khôn ngoan đến đâu đi nữa, nhưng mà ông cũng không thể nào khôn ngoan và độc đáo, đầy năng lực như Đức Chúa Trời hết. Amen không ạ? Amen không ạ? Đức Chúa Trời là vua. Và thần dân của Ngài là ai ạ? Công dân của Ngài là ai ạ? Là những người đã có lòng ăn năn và tiếp nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ xem Kinh Thánh. Chúng ta bàn về thần quyền. Chúng ta bàn về một vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Nó không liên quan gì đến thế gian này hết. Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng nước ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Nước ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Có nhiều người nói rằng thiên đàng đang ở trên đất. Có người nói rằng những người tiếp nhận Chúa là những người đang sống thiên đàng trên đất. Quý vị, họ nói đúng một phần thôi quý vị. Thiên đàng vẫn là thiên đàng. Thiên đàng vẫn ngự trị ở chỗ mà thiên đàng đang ngự trị. Nhưng mà không phải ở trên đất quý vị. Nhưng mà công dân của thiên đàng đó vẫn có quyền đang ở trên mặt đất này. Điều đó là hai điều khác nhau. Thiên đàng vẫn ở chỗ thiên đàng. Mai mốt cái bài giảng khác, hoặc là ở trong bài học, những ở trong giáo trình về thần học nền tảng sẽ có vấn đề thiên đàng, có vấn đề các tầng trời, chúng ta sẽ xói sâu vào đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nói với nhau rằng thiên đàng vẫn ở nơi thiên đàng, mà Kinh Thánh cho chúng ta biết các tầng trời không thể nào chứa hết được Đức Chúa Trời. Cho nên thiên đàng vẫn ở chỗ thiên đàng, chứ không phải thiên đàng mà đất này là thiên đàng được quý vị. Ngày xưa có địa đàng, đúng không ạ? Địa đàng là địa đàng thôi, chứ không phải địa đàng là thiên đàng. Mà địa đàng Chúa Ngài tạo nên con người, ở trong đó Ngài tạo nên một vườn địa đàng để Ngài đến, Ngài tương giao với con người, mà con người đã thất bại, từ đó địa đàng đóng lại. Bây giờ chúng ta gọi là thế gian này thôi, không phải là địa đàng nữa. Nhưng mà thần dân, có nghĩa là công dân của thiên quốc, có thể tạm thời khi mà chưa qua đời vẫn còn ở trên thế gian này, vẫn gọi là công dân của thiên quốc được. Amen không ạ? Amen không ạ? Chúng ta xem Kinh Thánh, chúng ta sẽ biết Matthew đoạn 3 câu 1 đến câu 2 để chúng ta biết ai là công dân của thiên quốc ở trong chế độ thần quyền mà Đức Chúa Trời, chính là Chúa Giê-xu Christ là vua. Lúc ấy Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê: các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Nước thiên đàng đã đến gần có nghĩa là lúc bấy giờ chưa có thiên đàng. Chúa Giê-xu gần đến, Chúa Giê-xu đã giáng sinh rồi, nhưng thiên đàng cũng không có ở trên đất. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Đó là lời giảng của Giăng Báp-tít. Bây giờ chúng ta nghe lời giảng đạo của Chúa Giê-xu như thế nào, nếu chúng ta biết nguyên cứu kỹ về nước Đức Chúa Trời đang ở đâu với những người đã ăn năn. Sau khi Giăng bị tù rồi, ở trong Luca đoạn 17 câu 20 đến 21, sau khi Giăng bị tù, Đức Giê-xu đến Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Các ngươi hãy làm gì ạ? Nước Đức Chúa Trời đã gần, các ngươi hãy ăn năn và tin theo đạo tin lành. Luca đoạn 17, người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giê-xu nước Đức Chúa Trời chừng nào đến quý vị.
thì Ngài đáp rằng nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Amen không ạ? Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, có nghĩa là nước Đức Chúa Trời sẽ đến trước ở trong lòng của những người đã ăn năn tội. Quý vị hiểu chưa? Có hiểu nước Đức Chúa Trời chưa? Nước Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã đến và đem đến trước cho những người có thể làm công dân thiên quốc. Đó là những người đã ăn năn tội và tiếp nhận sự cứu rỗi. Cho nên tôi nhắc lại, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Kinh Thánh không phải cho chúng ta biết là Ngài tận thế đã đến gần. Nước Đức Chúa Trời đến gần, không phải Chúa Giê-xu nói rằng Ngài Chúa Giê-xu tái lâm là mới là đến gần. Lúc bây giờ Chúa Giê-xu chưa lên thập tự giá, cho nên Chúa Giê-xu đang đi rao giảng một tin lành. Chúa nói rằng nước Đức Chúa Trời đã đến gần, có nghĩa là sau khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, sau 3 ngày Ngài sống lại, Ngài gánh thay tội lỗi cho nhân loại, và người nào tiếp nhận Chúa thì người đó đã được sạch tội bởi vì tin sự chết thay của Chúa Giê-xu Christ, và người đó được phục hồi trở lại làm công dân thiên quốc ngay khi ăn năn tội. Amen không ạ? Quý vị có hiểu chưa ạ? Có nghĩa là Chúa, khi mà Chúa Giê-xu đi giảng tin lành là nước Đức Chúa Trời chưa đến. Đến lúc mà Chúa Giê-xu lên thập tự giá rồi, gánh thay cho tội nhân rồi, thì nước Đức Chúa Trời mới đến trên những tấm lòng ăn năn. Nói vậy hiểu chưa quý vị? Có hiểu chưa? Nhưng mà thiên đàng vẫn là thiên đàng, chứ không phải thiên đàng mà là đang ở thế gian này được quý vị. Cho nên chúng ta nghĩ đến thiên đàng là nơi đâu? Nơi mà chúng ta tắt hơi thở này, nơi mà chúng ta không còn là một người ở thế gian này nữa, thì thiên sứ đem chúng ta đến thiên đàng. Chứ không phải như những giáo phái khác, đất này là địa đàng, những người hội thánh là thiên đàng, chỗ hội thánh là thiên đàng. Quý vị hiểu chưa? Thiên đàng là thiên đàng. Nhưng mà chúng ta đang ở trong thế gian này, nếu chúng ta ăn năn tội thì chúng ta trở lại làm con dân thiên quốc, thì chúng ta là thần dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Quý vị, lãnh đạo khôn sáng thì đất nước sẽ văn minh. Chúng ta xem những người mà đã từng làm tổng thống, từng làm lãnh đạo cao nhất một đất nước, người nào văn minh, người nào khôn ngoan thì họ sẽ giúp đỡ dân của họ, đất nước của họ trở nên văn minh và giàu đẹp. Nhưng mà người nào lên không có sự khôn ngoan thì đất nước đó không phát triển được. Nhưng có một điều tôi nhắc cho quý vị biết, có một vị vua đầy khôn ngoan, đó là Chúa Giê-xu Christ đầy quyền năng của chúng ta. Amen không ạ? Vị vua đó đã lập ra luật pháp, và luật pháp của Ngài là trọn vẹn, luật pháp của Ngài là đời đời. Chúa là vua đời đời, không bao giờ thay đổi. Lãnh đạo đất nước này thay đổi, luật pháp thay đổi, nhưng mà lãnh đạo của vương quốc Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Luật pháp cũng không thay đổi nữa. Và đặc biệt thần dân của những công dân của thiên quốc thì lại có sự sống đời đời. Amen không ạ? Quý vị hiểu cái chủ đề này chưa? Có hiểu chưa? Chúng ta là ai ? Chúng ta là một công dân của vương quốc Đức Chúa Trời, ở trong một chế độ thần quyền, và vua chúa của chúng ta đó là Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta là công dân nước thiên quốc, sẽ có một vị vua đời đời không bao giờ thay đổi. Luật pháp Ngài trọn vẹn và đời đời không bao giờ thay đổi. Và chúng ta là công dân thiên quốc, sẽ sống đời đời không bao giờ bị hư mất. Amen không ạ? Amen không ạ? Chúng ta tạ ơn Chúa và kết thúc bài học ở đây.